Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đỗ Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với quý vị với chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua cái số điện thoại trên màn ảnh của đài là 893-3264. Tôi cũng muốn chia sẻ ít về cái vấn đề những cái hợp đồng mà để xây cất á, thì thường thường đó khi mà quý vị muốn mướn cái một cái người contractor để mà sửa chữa hay là xây dựng gì đó, nếu nó trên 500 đồng thì quý vị cái người đó phải có một cái license, và cái license đó đó để check đó thì có thể liên lạc với Department of Board of Contractor để mà có thể coi cái license của cái người contractor đó có bị, thứ nhất là họ có cái valid license hay không, và thứ hai là họ có bị problem gì đối với lại cái license của họ hay không. Thêm vào nữa đó thì chúng ta nên có một cái hợp đồng khế ước để mà xây dựng, thì thường thường đó mình sẽ trả theo cái schedule, tức là trả từng giai đoạn chứ mình không có trả cùng một lúc từng giai đoạn. Và nếu mình cẩn thận hơn đó thì đối với những cái project lớn đó thì có thể mình còn phải mua cái gọi là performance bond, để trong trường hợp cái người contractor đó họ không thi hành đúng thì hay là thi hành sai thì có thể là cái performance bond nó sẽ nhảy vô để bảo vệ mình. Và đồng thời đó là khi mà mình set một cái schedule rồi đó thì mình cuối cái thời hạn đó thì mình cũng nên xét một cái thời điểm mà họ phải chấm dứt, và nếu mà họ không chấm dứt đúng hạn đó thì mình sẽ có thể đòi là họ phải trả mình một số tiền 500, 100, 50, 100 hay 500 gì đó mỗi ngày, tùy theo cái project lớn hay nhỏ. Lý do là bởi vì đa số những contractor đó thì họ lấy rất là nhiều job cùng một lúc chứ không phải lấy một job, tại vì họ không muốn làm xong một, chứ nếu lấy một job không, họ làm xong job này đó thì nhiều khi họ không có việc làm cho đến khi họ có cái job kế tiếp. Vì vậy nhiều khi họ lấy hai ba job cùng lúc rồi họ làm một phần ở đây rồi họ chạy qua bên kia làm, thì nhiều khi như vậy nó kéo dài cái thời hạn mà họ chấm dứt cái construction của mình. Thành ra quý vị để ý để mà khi mà mình mướn, thứ nhất là mình nên có cái contract. Hello, giờ chúng ta nghe đây. Tôi luật sư Liêm, tôi ở đây. Hello. Dạ, tôi luật sư Liêm, tôi ở đây. Dạ, cô có thể đặt câu hỏi, tôi đang nghe. Dạ, dạ. Bây giờ đặt câu hỏi bây giờ hay là... Dạ, được. Tôi đang nghe đây, tôi đang chờ. Dạ. Cho tôi hỏi là về cái tội bà... Dạ, cô tôi nói có một cái tội là tội... ăn cắp vặt ở trong siêu thị á. Và khi mà bị an ninh của siêu thị á, là vô làm biên bản, cô tôi ký vô biên bản xong rồi họ cho về đợi thư, thì cô tôi về khoảng hai tuần sau thì cô tôi nhận được một cái thư đó là từ luật sư của cái siêu thị đó. Họ cho biết là phải gửi vô cho cái luật sư đó đó một cái số tiền là 200 gì đó. Thì cô tôi đã gửi vô rồi, cô tôi đã gửi tiền vô cho cái luật sư của cái siêu thị đó rồi, thì từ đó đến giờ thì tôi không còn cái giấy tờ gì của tòa hay là của cảnh sát cái gì hết. Và tôi hỏi như vậy thì trong cái hồ sơ cá nhân của cô tôi đó, nó đã có bị dính vô cái tội điển hình nào đó không? Dạ không, bởi vì đó thường đó nếu đối với cái petty theft đó, và nếu mà cái người cô mà bị bắt vào cái văn phòng security, sau khi họ hỏi bắt mình ký giấy tờ nhận tội gì đó, rồi họ gọi cảnh sát nữa, rồi cảnh sát sẽ mang mình về bóp cảnh sát, rồi lăn tay, rồi chụp hình, rồi lập hồ sơ, rồi cho mình cái ticket để ngày ra tòa, thì khi đó đó là mình có cái án hình sự. Ok, yeah. Là petty theft. Cô nghe, tôi chưa mới nói, tôi giải thích thôi. Dạ, yeah, dạ. Yeah. tôi chưa mới nói xong. Yeah. Ok, còn trường hợp của cô đó, thì cái người security họ chỉ bắt ký giấy tờ vậy thôi.
Thì tôi đoán là trong cái giấy tờ đó, ngoài vấn đề là cô của cô gọi là nhìn nhận cái tội đã lấy đồ món gì ở trong siêu thị đó và sẽ không có được quay trở lại cái siêu thị đó nữa trong tương lai. Nhưng mà bởi vì họ không có kêu cảnh sát để mà đưa cô của cô về bót, do đó cái người cô của cô thì không có án hình sự gì hết á. Ok. Còn cái việc luật sư họ gửi cái thư đó, thật ra đó mình có trả không trả cũng không thành vấn đề. Mình không trả, nếu lấy thí dụ trong cái khe này mà họ gọi cảnh sát rồi cảnh sát bắt mình đem vô bót vô vào đồn cảnh sát rồi chụp hình lăn tay vân vân rồi cho mình tiết kịch rồi cho mình ngày ra tòa, thì cho dù mình có trả cái số tiền đó cho cái tiệm siêu thị đó vẫn bị truy tố như thường, không thành vấn đề, vẫn không không có ảnh hưởng gì hết á. Thành ra như tôi nói đó, cái số tiền mà cái bill mà của bên luật sư của cái shopping mall đó mà gửi cho mình đó, mình trả, mình không trả họ cũng không làm gì mình, mà mình trả thì đương nhiên mình cũng không có coi gọi là giảm tội đâu. Ok. Tuy nhiên mai đó là trong trường hợp này đó, bên siêu thị họ không có gọi cảnh sát để mà truy tố cô. Thành ra nói chung thì cái người cô của cô may mắn là không có bị vấn đề hình sự. Chỉ có cái là trong tương lai đó thì tránh trở lại cái siêu thị đó. Vậy thôi. Dạ, tức là không có dính vô cảnh sát gì hết. Không, không có hình sự. Nếu không có dính cảnh sát là không có cái án hình sự. Không có án hình sự. Dạ, không Dạ, có dạ. sao. Vậy á, thì con ấy an ninh nó lập biên bản xong rồi, luật sư của nó gửi 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 cái bill, gửi cái thư để trả tiền, thì cô tôi trả tiền rồi, để thôi chứ không, ngoài ra không còn một thư, không có một cái sự kêu gọi của ai hết, thì như vậy Dạ. là không có án để trong cái hồ sơ cá nhân, phải không? Dạ không có án, dạ không có án. Dạ không có án. Dạ. Cảm ơn Dạ, nha, dạ không cảm có ơn gì. nhiều ạ. Dạ cảm ơn bà. Dạ, Dạ chào cảm bà. ơn. Dạ. Đến đây thì quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào đài qua các số điện thoại trên mạng của đài là 714-893-3264. Hello, chúng tôi nghe đây. Hello. Hello, tôi luật sư Liêm nghe đây. Luật sư Liêm. Dạ chào anh. Cháu hỏi Tâm, tại cháu làm cái nghề cắt cỏ đó, thì cái cháu cắt ở cái nhà, rồi cái nhà đối diện á, nó nói mình làm bể cái cửa sổ, thì theo luật sư là mình có đền được không, có đền hay không, tại cháu thấy là nó vô lý quá. Nghĩa là sao? Nó làm bể cửa sổ, mình có làm bể cửa sổ nó không? Trong cái lúc Cháu không biết, tại vì nó cái nhà nó đối diện, thì mình cắt xong rồi, cái chừng khoảng 5-10 phút sau cái nó gọi điện thoại, tại vì cái xe cháu nó có cái sai á, có cái số phone nó, cái nó gọi, nó nói là mày làm bể cái cửa sổ vậy Rồi, đó, thì cháu có quay lại cháu coi nói không? lại thì nó nói vậy, Rồi thì theo 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 chú thì đó là mình. cháu có quay lại coi cái cửa sổ mà nó nói là bị bể hay không? Dạ có quay lại. Rồi. Có quay lại. Rồi có nói chuyện với nó tại rồi có thấy cái cửa sổ đó bị bể làm sao? Lý do tại sao nó bị bể vậy? À, nó đem ra một cái một miếng sắt dài, nó nói rằng là cái máy của mình á, Ừ. lúc mình cắt cỏ, cái nó trúng cái miếng sắt, nó bay thẳng vô nhà, vô ngay chỗ cái cửa sổ, thì cháu ngó thấy có bể. Ok. Thì nếu như vậy đúng thì là lỗi của cháu thôi, tại vì khi cháu cắt cỏ mà thật sự khi cháu cắt cỏ mà cái máy cắt cỏ nó chẳng hạn nó giăng cái miếng sắt nó làm bể cái cửa sổ của người ta thì đó là lỗi của cháu thôi. Thêm vào nữa nữa là trong tương lai cháu vẫn phải làm cái nhà kế bên mà cháu không trả tiền thì nó sẽ gây khó khăn cho cháu thôi, nhiều khi nó có những chuyện không tốt thôi. Nhưng mà trong trường hợp này thì có thể là đúng là khi cháu cắt cỏ, tại vì cháu cắt cỏ cháu phải biết là cháu có làm giăng cái miếng sắt đó lên hay không. Nếu có giăng để làm hư bể cái cửa sổ người ta thì cháu phải đền thôi. Nhá. Dạ. Thì mình thấy thấy nó cũng, tại vì nó cái nếu mà mình đứng vào cái vị trí mà mình cắt cái sân trước với cái nhà đối diện á, thì cái nhà đối diện nó nằm không không đối diện, mà nằm xéo một bên, cho cháu mới thấy nó vô lý cái điểm đó.
Dạ, nhưng mà không có lý gì tự nhiên cái cửa sổ mà nó có miếng sắt làm bể cái cửa sổ của người ta. Vậy là Nó mình đâu có phải tự đòi nhiên nó thợ lực bể sự. đâu. Dạ, tôi nghĩ là cháu phải đền thôi chứ nó không có lý do gì nó tự nhiên mà nó cái cửa sổ bể đổ thừa cho cháu đâu. Ok. Ok. Dạ rồi, cảm ơn Dạ, cảm ơn sư cháu. nhiều. Dạ, cảm ơn cháu. Đến đây thì chúng tôi phải tạm ngưng để đài chạy phần quảng cáo thương mại. Quý vị còn chờ đường dây thì tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình. Chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi quý vị.